Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của bên em nhá. Ở trong video này, bác nào có nhu cầu mua loa, thùng loa thì các bác gọi điện thoại trực tiếp cho em số điện thoại 0937481666 các bác nhá. Vâng ạ, ngày hôm nay em sưu tầm được một số các loa thùng và thùng cho các bác luôn. À, để không mất thời gian, các bác em sẽ báo giá cụ thể từng chi tiết các bác nhá. Ở đôi số 1 đây là đôi DB và B455 các bác nhá. Hàng này em luôn là thay màng rồi nhưng bát xịn các bác nhá. Bát xịn, chép xịn, màng thay rồi thay như xịn luôn. Các bác nhá. Thay như xịn không khác cái gì luôn. Nhưng có gì nào nói như thế các bác nhá. Con nào thay bổ thay. Đấy, thay đẹp như xịn luôn. Các bác nhìn đây. Cực đẹp cho các bác luôn. Đấy. Và đôi này chạy hoạt động ngon lành các bác nhá. Hoạt động ngon lành. Côn còn zin nguyên luôn nhá. Côn còn này 6 lớp rất là khó cháy. Thùng quét sạch sẽ đẹp đẽ. Em thanh lý cho anh em giá 2,1 triệu. Một đôi này em bao ship cho anh em các bác nhá. 2,1 triệu bao ship. Đấy. Bao bát xương cháu. Đấy. Chép xịn. Bao bê xịn các bác nhá. Màng đã thay rồi. 2,1 triệu bao ship mã số 1 các bác nhá. Mã số 2 là B và B 550C đây. Đây các bác, mặt máy đây. Còn nguyên chất bãi về các bác nhá. Nguyên chất bãi về. Đấy, em còn chưa thèm lau chùi gì luôn các bác nhá. Đấy, mặt đây. Bát 20, côn 51. Đấy, côn 51 6 lớp các bác nhá. Con này thì nó bị rách cái rốn này em đã úp lối rốn mới rồi. Còn loa em bao zin cho anh em toàn bộ luôn. Cổ côn cổ cước tất cả zin toàn bộ anh em nhá. Màng zin, côn zin. Chỉ có bước cái lối rốn này lên thôi. Các bác nhá. Đấy, đôi này thì em thanh lý cho anh em giá là 2 triệu thôi nhá. Loa bao cho anh em là BMB bát 20 550C. Đấy, một bát hai chép. Đấy, úp rốn nhưng mà loa vẫn còn zin luôn, còn úp mỗi cái rốn này thôi. Không ảnh hưởng chất âm cả. Úp như xin luôn. Em bán cho anh em 2 triệu, mã số 2. Bao ship cho anh em luôn. Mã số 3 ở đây là thùng BMB 550C các bác nhá. Đây các bác nhìn này, thùng này. À, phân tần này. Đấy, chép còn zin nguyên các bác nhá. Đấy, chép zin nguyên, phân tần còn zin nguyên các bác nhá. Em thanh lý cho anh em giá là 1 triệu 2 một đôi các bác nhá. Chỉ có việc phải lắp bát vào là chơi thôi các bác nhá. Chỉ việc lắp bát vào là chơi thôi. Đấy. 1 triệu 2 một đôi, bao ship cho anh em luôn. Đấy. Mã số 3. Đấy, mã số 3 các bác nhá. Mã số 4 là BMB 850C xịn bát 25 các bác nhá. Bát 25 đủ phân tần. Phân tần xịn, 4 chắp xịn các bác nhá. Thanh lý cho anh em giá 1 triệu 8 một đôi. Tại còn nguyên ni lông bằng nhận bỏ ống này. Đấy. Đấy các bác nhìn chưa? Nguyên ni lông bằng nhận bỏ ống này. Đấy. Thanh lý cho anh em giá 1 triệu 8 một đôi, bao ship cho anh em luôn. Đấy, thanh lý rồi dọn nhà đi luôn. Đấy. Dọn nhà kho cho các bác luôn. 1 triệu 8 một đôi bao ship. Mã số 4 các bác nhá. Con B và B 85 tất cả đều là con lưới nước đầy đủ các bác nhá, lấy lưới này. Các bác nhìn này, cả rổ luôn các bác luôn. Đấy, cả rổ. Lưới nước đầy đủ cho anh em. Đôi này thì là phân tần xịn, nhưng mà chép này là chép thay là chép ma răng các bác nhá. Chép ma răng. Đấy, thay chép ma răng được cho anh em. Không phải chép B và B mà chép là chép ma răng. Đấy, thanh lý cho anh em 1 triệu 3 có một đôi thôi. Cái này có một đôi thôi các bác nhá. 1 triệu 3. Còn mã số 6 này là BMB 550C xịn các bác nhá. Tất cả zin xịn đẹp hết các bác nhá. Đấy, zin xịn đẹp hết. Và bán cho anh em giá là 2 triệu 3 một đôi. 2 triệu 3 một đôi. Lưới nước căng thức đầy đủ các bác nhá, không thiếu gì cả. 2 triệu 3 một đôi, bao ship, bao xịn, bao zin cho anh em luôn. Đôi này thì có 2 đôi này. 550C xịn này. Có 2 đôi này. Đấy, có 2 đôi này. 2 triệu 3 một đôi bao ship này. Loại này thì có một đôi này. Đấy, một đôi này, 1 triệu 3 thùng này. Đầy đủ chắc trước rồi, chỉ việc phải lắp bát thôi. Anh em nhá. Thùng bãi còn nguyên vẹn luôn. Đấy. Loại này thì có 2 đôi, mã số 4 này các bác nhá. Chép xịn, phân tần xịn này. Đấy, mã số 4 là 1 triệu 8 này. Đấy, có 2 đôi này. Thùng BMB 550C xịn này. Đấy. Phân tần xịn này, chép xịn này. Có 2 đôi các bác nhá. Đấy. BMB 550C úp rốn này có một đôi các bác nhá. Một đôi. Và 455 này là có 2 đôi các bác nhá. 455 này có 2 đôi. 455 có 2 đôi. Các bác nhá. Bác nào có nhu cầu thì hú em câu các bác nhá. Đấy.